Đây, chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm một cái móng đang tiến hành ép cọc luồng. Mời các bạn cùng vào tham quan. Đây là phó cả Trần Xuân An. Xin chào. Móng này diện tích bao nhiêu mét vuông ấy phó cả ơi? 80 mét vuông một sàn. Đây, chủ đầu tư chính là anh Lê Xuân Hải, chủ nhà. Anh Phạm Xuân Hải. Nơi mưa chứ đào được một nửa mưa. Được rồi. Thế quay em gì? Cọc đánh dấu người ta vừa ống xong ông ấy làm gãy ra nhỉ? Ui giời ơi, 4 mét mà cứ xuống ngọt như chuối, kinh thật. 4 mét này các bạn xem này. Ôi giời ơi, cọc luồng ép 4 mét. Như này bê tông thì phải ép 60 mét. 100 mét. Hả? Bê tông thì chỉ 30 mét rồi. Luồng rất đẹp đấy. Chọn mà. Vâng. Chọn cái đại luồng nhất đấy. Luồng nhất đấy. 50.000 cây đấy hả? 60 đấy. Đúng 50 đúng không? 10. Hả? Luồng 10 đúng 50.000. Dài 9 mét và cắt được 9 mét cắt được 2 cây à? Cọc 3 mét với 3 mét cùng nào. Cái kia phải 4 mét là gì nữa? Qua thì. Rồi luồng ngâm xuống đây thì vĩnh cửu rồi. Đến bao giờ mới hỏng được. Cậu còn phải ngửa mồm lên vì gõ được xuống. Miếp trong này nặng hơn. Thế thì không là một cái luồng như này mà 4 mét thì không biết là nó đấy. Mà nhà không có gì ngoài thợ. Thợ rất đông. Đấy, thợ đông lắm. Thợ đông, nhà không có gì ngoài thợ. To nhỉ, những cây luồng. Luồng 10 là nhất. Luồng 10 rồi. Từ những cây luồng khủng như này thì đó, bình tĩnh thôi. Đấy, trông như cây luồng, luồng 10 đấy. Các bạn xem chưa? Đây này, luồng 10 mà đóng xuống cứ ngọt như chuối luôn. Đấy, hai bác thợ còn không dựng được gốc luồng lên kia mà. Kinh chưa? Cái luồng này thì ngang cái cọc bê tông này kìa. Sao không rút được ủng lên nữa à? Không, các bà cứ gọi là ỉn ra thôi. Có không làm nào. Đúng vào đấy.
Đây có thể nói là những cái móng mà đóng cọc sâu nhất thì chúng tôi từng thi công đấy. Tung lên chưa? Mai. Tung trực tiếp luôn đấy. Tôi là Phạm Văn Hải. Đây rồi. Chủ đầu tư Phạm Văn Hải đây rồi. Không là nhiều hải quá, không quay rõ mặt đây rồi. Tây nó sẽ gửi tiền về để ủng hộ anh cứ yên tâm. Sao nó vào núi nào đây, núi cầu mới không được đâu.